Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hôm nay nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, một số nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 cho đến 20 mm. Có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp hội tụ gió, nên từ đêm nay ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, ở khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Mặc dù thời tiết các khu vực có mưa đã dịu hơn, nhưng mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp. Người dân các địa phương như là Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu đặc biệt lưu ý. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần lên, nên đêm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ gần sáng ngày mai 26 tháng 8, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 33 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực trung du và vùng núi, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 22 đến 33 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 32 độ, độ ẩm 85-90%. Dự báo thời tiết một số tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin hàng ngày để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất. Cảm ơn nhãn hàng nước uống tinh khiết Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.